hình là bữa nay trên Lazada nó gửi xuống cái gói hàng cho mình ha. À, để coi mình mở ra review cho các bạn coi coi là cái gì ha. Trên Lazada nó gửi hàng xuống, nó gói rất là kỹ nha các bạn. À, một cái hộp rất là đẹp, hộp đen thui thui lùi luôn. Đây là cái giá tiền nó để cho mình ở đây nè. Đây nè, 430 ngàn. Không để cho các bạn chờ lâu, bây giờ mình khui hộp nha. Đây, đó, gói sản phẩm ra đây. Cái này là đổi đầu. À, một bó. Này là cái kẹp. Cái này là đeo giữa ngực. Nghĩ một hộp vậy chắc xài cũng không được mấy món đâu. Nhưng mà nó cái này là nó đầy đủ hết trơn rồi, để cho mình xài lâu dài, mình kẹt cái nào thì mình lấy cái đó ra mình xài thôi, chứ mình thường mình xài không có nhiều những gì đâu. Cái này là kẹp của xe hơi nè, nó hít nè. Này là cái phao. Cái phao nó có cũng dây đeo nữa. Cái này mấy cái này nó nhiều quá, mình xài cũng không hết. Mấy cái này là mỗi thứ một cái là có lẽ là đủ xài rồi. Nhưng mà một bộ của nó là nó phải đi như vậy đó, nó không có ít hơn được nữa. Mình mua ít hơn được nữa thì nó thiếu có mấy cái món mà mình cần xài. Bởi vì nó khó là vậy. Còn mình mua lẻ thì giá nó cao lắm, mình mua một bộ như vậy nè, tính ra cái giá thành nó rẻ hơn. Cái này là cái băng tay nè, đeo ở tay. Bộ 50 món là 400 mấy, còn nếu mà mình mua lẻ là nó còn mắc hơn nhiều nữa. Nó ra nếu mình mua 50 món này nó ra cái 600-700 luôn đó, 600-700-800. Như mấy cái này vậy nè. Như mấy cái này mình đâu có xài gì nhiều. Hầu như là không xài luôn á, không xài tới luôn á.
cái miếng dán này cũng là một miếng dán này cũng là nó tính một một món nha các bạn. Cái miếng dán này là tính một món luôn nha, 5 miếng là 5 món đó. Mấy cái tay bắt để bắt vô cổ xe đạp rồi nữa nè, đây bắt vô bi đông, bắt vô bi đông xe, kẹp này vô, kẹp gốc gồ vô đây. Có một cái cây gậy nữa, dính bằng keo vô trong cái, dính bằng keo vô trong đây luôn. Này chính là cũng là một cái một món nha, nha các bạn. Đây. Đó, cái này mình không biết là cái gì luôn. Con keo, không biết nó dán cái gì nữa. Thêm cái cây này là để mở bù lon rồi nè, mở mấy cái đầu này nè. Nè, trồng vô vậy nè để mình dặn. Đó. Tán mà tán rời thì mình cũng chở cái đầu này lên. Đầu này là của con tán, cái đầu này là của trên đây. Lúc chiều vậy đó mình dặn. Mà mình nghĩ cái này nó cũng không cần thiết đâu. Tại vì cái tay này mình dặn nó vừa cứng và nó vừa cứng tay là cái mình bắt lên là nó cũng không thay đâu. Okay. Cái máy là nó hết thay nổi rồi. Cái này dính keo vô. Có một cây thanh dài này nữa. Cái túi. Rồi bây giờ để mình lấy cái gốc gòn rồi mình gắn được thử vài món cho các bạn coi thử nha. Đây đây. Đây là cái gốc gòn mà bữa hổm mình có đi sơ qua cái gốc gòn này rồi. Bữa nay nó còn thiếu mấy món thì mình cũng dán đầu tư thêm để mình quay được nhiều cảnh tốt. Thì đây ở dưới đây nó có một cái chân mà mình muốn thay thì mình dặn cái này ra, dặn con bù lon này ra, mình đút vô mình cần cái gì thì mình cứ thay thôi. Ví dụ như cái đổi đầu đi, đây đổi đầu thì mình gắn vô vậy là xong, gắn nó lại để mình quay cho các bạn coi thử khúc nha. Cái này nó tiện lợi như là mình đổi cái đèn pin vậy đó, mấy cái đèn pin thật vậy thôi, nó không có khác gì hết.
Đây, đây là hai món nữa. Đây, mở ra cho các bạn coi luôn nha. À, cái này nó là một món rồi nè. Cái này nó thêm một món nữa là hai. Giờ đếm lại coi nha, tháo hết ra luôn, mình đếm lại coi nha, có đủ 50 món không nha. Ôi ơi, cái miếng nhỏ nhỏ này mà nhiều quá nè. Cái bọc này là hết 4 miếng rồi, hai bọc là hết 8 rồi. 8 9 10 12 14 15 16 17 18 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. Cây này nó cũng tính ra một món nha các bạn. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48. Chứ cái mình đội đầu nữa là 49. 49 thiếu món hả? Đây. Cây này nữa nè. Cái này nó là hai món nha các bạn. Mình tháo ra vậy nè. Đó là hai món nè, nó tính vậy là cái này một món, này một món. Chứ mình để vô đây là không có tính một món nha. Đó. Vậy là nó đủ 50 món rồi đó. Cái cây này nó dài lắm đó, mà nó cũng chắc chắn lắm, mà nó cũng êm lắm nè. Cây gậy, nhưng mà cái cây gậy này á, các bạn phải để ý cái này chỗ này một chút nha, tại cái cục ở dưới này nó thấy nó gì chứ nó không có chắc đâu nha, nó xuất ra bất cứ lúc nào. Cái đuôi này nó dở lắm nha, tại vì mình để nếu mà mình cây gãy như nè, phải không, mình phải có bộ ba chân để vậy đi, gắn nó vô đây. Gắn cái cục này lên. Nếu mà mình gắn nó lên vậy đó, là mình gắn cái gấp gồ lên. Gắn cái gấp gồ lên đây. Gấp lại. Xong chúng ta mình kéo ở đây thì nó tiện lợi, nhưng mà ngay cái chỗ cái chân này nè, để mình mở ra cho các bạn coi nha. Cái chân này là không nên nha, để vậy là không nên nha. Nó đứt cái chân này là nó ngã, là nó bể cái gốc gọn mình luôn á nha. Cái chân này nè, cái chỗ này nè mới là, tại vì cái chân này nó đóng vô với cái khúc nốt này nè, nó không có cứng. Cái chân này nè dễ bị chuột lắm, nó bấm gì chứ hả, nó dễ xích cái cùi này ra lắm. Nó xích cái cùi này ra là nó ngã nguyên cái cây này xuống là nó đập cái máy mình luôn. Nên tốt nhất là mình phải để ý cái chân này nha, tại vì cái chân này nó có bù lon thì nó rất là tiện lợi nè. Nhưng mà cái này là nếu mà có xài á, thì mình phải cấy dít đồ vô thêm cái chân này vô, chứ để mà cái cục mũ này nè với cái chân inox này nè nó không có chắc.
mà mình để vô vậy mình xài là coi chừng nó ngã, nó giục cái cục này ra là nó ngã. Rồi cho các bạn tới đây coi được ha, nếu mà các bạn thấy hay các bạn ủng hộ cho mình nha, nhớ like nhớ share giùm mình nha. Rồi chào các bạn.